trai trẻ bước đi trên đường xa lạ. Cả nhà ơi, cuối tuần này anh có cuộc hẹn với một khách hàng vô cùng tiềm năng. Sao hai? Có nghĩa là anh không phải là ăn tối thân mật với mọi người trong gia đình rồi. Em thấy hai ơi, khách hàng tiềm năng á đâu phải lúc nào cũng có đâu. Đi ăn với tụi em thì bữa nào mà không được. Đúng rồi đó hai, em cũng đồng ý kiến với bà Biển. Có thể nói rằng là ngày hôm nay cũng là ngày thân mật được vậy, đâu có nhất thiết phải là cuối tuần đâu, đúng không ai? Đúng không Biển? Tiềm năng thì phải. Hơi không biết có nên đi không nữa. Thôi em nghĩ là nên đi đi, cứ bình tĩnh mà xử trí, em tin là anh sẽ vượt qua được mà. Chưa bao giờ đi dự tiệc mà anh cảm thấy lo lắng làm sao á. Người ta có card visit đàng hoàng, có chức danh đàng hoàng mà chắc không có sao đâu. Dạ em chào chị. Để em cởi khoác cho chị nha. Khỏi. Sao mà đợi cậu hoài mà không thấy vậy? Dạ. Hôm nọ cậu cũng không đưa card visit của cậu cho tôi nữa. Tôi sợ chiều nay cậu đến thì... Nhưng mà tôi cũng đã hủy tiệc rồi. Vậy hả? Dạ. Dạ để em giữ áo khoác cho chị. Dạ. Mà tôi cũng chưa có dự định gì mới á. Hay là tôi tới nhà cậu để cho thân mật hơn được không? Tới nhà. Để anh nghe mở cho. Hello. Chị nở. Nè, heo sữa quay. Ôi, đại tiệc heo sữa hay đại tiệc heo sữa? Ồ, như ban nhạc rock luôn, ghê. Chị, bữa nào chị chỉ em cái đánh guitar ấy nha. Ok, sẵn sàng thôi. Thôi đi làm. Xin chào cả nhà. Xin hân hoan trân trọng giới thiệu đến với tất cả mọi người, đây chính là viên đá cuội đến từ hồ phong thủy Hoàng Oanh. Oanh, đây là Nguyệt, còn đây là Biển, em trai của núi, bên kia là Ngọc Nữ, bồ của Biển. Cái gì? Ăn nói bậy bạ. Bậy bạ nha. Không đúng hả? Ông làm gì ghê vậy? Nói vậy không được sao? Ủa, tôi với bà đâu có thề non hẹn biển gì đâu. Bậy bạ. Vậy mốt tôi soạn thảo văn bản đưa ông ký nha. Thôi đi mấy cái đứa này, nhanh tay lên, địch về một cái là chết. Okay. Phụ. Anh núi á, có hay kể gì chị cho em nghe không?
À, anh Núi hả? À, anh nói là anh ghét một cái chị nào đó ở cửa hàng lắm. Nhưng mà theo miêu tả của anh thì không có giống chị. À chị, ở chỗ làm á có rất là nhiều người phụ bán đúng không? À, à. Ai chủ xì vậy? À, anh Núi. À, Núi ơi, Núi ơi, Núi. Ủa, Núi đâu ta? Núi ơi. Chị nữ. Anh biết. Còn đây là chị Hoàng Anh. Chắc anh cũng biết ha. Có hai người làm ấy à. Còn cái cô kia là ai vậy? Sao anh không dẫn vô nhà luôn? Chờ anh chút. Dạ, mời chị. Hôm nay nhà mình có khách. Anh xin giới thiệu luôn. Đây là chị Lam, là khách hàng thân thiết của công ty anh. Mua gần hơn chục chiếc xe hơi đó. Đây là em của em, Biển. Dạ, đây là Nguyệt. Dạ. Má, má ở đâu đây? Ủa, con cũng đến đây nữa hả? Dạ, dạ. Bạn trai con nè má. Thật là kỳ lạ. Ngẫu nhiên thôi. Vậy là nữ và cô Lam là hai mẹ con. Thôi giờ mình tiếp tục chơi đi. Mình thoải mái đi, còn ai là chủ sĩ thì tôi sẽ xử lý sao ha. Chẳng việc bây giờ lấy đồ ăn ra mời mọi người ăn ha. Anh hai, sao anh hai biết mà về vậy? Con đây là ai? Khách hàng của anh, cũng là mẹ của nữ. Anh ơi, bây giờ anh không biết. Thôi chơi đi, tiệc hơi vui thôi. Dạ, thoải mái. Ta mua gì? Không mua gì hết trơn á. Qua đây khoe đồ. Nè, tắm. Bây giờ mày nè, 1 triệu mấy đó. Chồng em mới mua cho em ngày hôm qua luôn. Trời ơi nè, có nói thách lắm không? Có nổ dữ không? Cái thứ này tôi thấy ngoài đường bán chừng mấy trăm ngàn à. Không được mấy trăm nữa, có trăm mấy à. Trời ơi, bán đầy đường gì nữa, mình nổ từ 1 triệu mấy lần trời. Trời ơi, cái đó là đồ giả Tám ơi. Nè em nói Tám nghe, cái dòng này á là thay đổi màu sắc, độ bóng theo năng lượng của người dùng. Tám rờ thử coi. Mắt lạnh luôn đó. Rồi cho mấy người vui nè. Trời đất ơi, làm như có một mình mấy người có, tôi không có hả? Trời ơi, Tắm ngổ hoài à. Có bao giờ em thấy Tắm đeo đâu? Trời ơi, mà ta mua làm của bộ đeo cho mấy người thấy hả? Ta mua cái vòng đâu có mắc đâu, chừng 6-7 triệu à. Mua để dành làm của, khi nào có cái tiệc kìa mình lấy mình đeo ra cho người ta hết hồn chơi. Chứ mà đeo thường trực đó người ta thấy người ta ganh tị à. Nè, nó có sách, nó có chứng, không tin không? Tôi vô lấy chợ mở mang tầm nhìn nha. 6-7 triệu hả? Để coi sao. Toàn là nổ không à. Đây nè, nghe nói nè, dòm là thấy nó màu sắc nó đẹp không? Thấy không? Người ta đeo cẩm thạch á là phải đeo màu xanh ha, màu đỏ, màu trắng, nhiều màu. Nó mới thấy là cái sự thay đổi theo màu sắc và độ bóng của cái người dùng, đúng không? Màu xanh đó, cẩm thạch để thấy người cuộc đời nó tươi tắn. Ai mà đeo đen thui rồi nó lên nước bóng mà là thấy anh đổi này sao thấy được, đúng không? À, nè, đưa đây. Con à, gặp sư phụ rồi sợ chưa con? 6-7 triệu đó nha. Tại chị. Ủa, sao nay đi làm về sớm vậy? À, bữa nay là má em đi đám cưới cho nên là kêu em về nhà coi chừng cửa hàng. Gì? Sao ba hồi mày kêu tao chị, rồi ba hồi mày kêu tao gì là sao? Không, tại vì là bây giờ ví dụ có má em đây thì em kêu là chị là gì. Còn nếu mà không có má em đây thì em kêu gì là chị cho dì trẻ. Dạ. À, nè, bộ giàu này má em giàu lắm phải không? Bộ trúng số hả? Cái gì? Má em trúng số hả chị? Ủa, em không biết gì trơn hả? Trời ơi, má em khoe cái vòng cẩm thạch 6-7 triệu lận. Cái vòng 6-7 triệu. Ủa, mua hồi nào? Trời ơi, Tám nói mua lâu rồi mà em biết gì trơn. Em không hay, em không thấy, em cũng biết luôn hả? Biết đâu em nào biết, em nào có hay. Thôi bây giờ chị đứng đây để em chạy về em điều tra thử nghe chị. Dạ, em đi nghe chị. Vậy là sao ta? Không lẽ bà mua đồ mà con bà không biết? Rồi, tới liền, đợi thận trai tôi về nó coi hàng đi. Rồi tôi ra. Má ơi! Cái gì vậy? Khoan, đợi tắt nè. Cái gì vậy? Má mới trúng số hả?
Trúng số nào ai nói? Rồi nghe chị Lan với chị Nhật đồn quá trời đồn đồn hả? Má trúng số mua cái vòng vòng gì mà 6-7 triệu bạc luôn. Trời ơi, má keo vậy mà má không trúng số lẽ má mua vòng giả. Thằng khùng, mày nghĩ sao vậy con? Trời ơi, má mày thì keo thiệt, nhưng mà mua đồ là phải lựa hàng thiệt, hàng xịn mới mua chứ. Mua cái chiếc ôm để dành đi ăn tiệc và đeo lấy le. Trời ơi, tôi mua là tôi mua hàng thiệt, tôi mua vậy mấy triệu bạc cái vòng á. Vậy là mua cái vòng là vòng thiệt luôn á hả? Ừ. Ờ vậy mà giấu nha, không cho ông biết luôn á. Cho ông mượn coi cái đẹp không? Coi con trai mà coi vòng chứ vậy? Mà con là chúa hậu đậu, mày coi mày cầm rồi rớt cái vòng quý giá của má làm sao? Rồi nè. Dạ. Má có công chuyện đi, chiều mới về. Ở nhà coi nhà nghe. Mà nghe tôi dặn nghe chưa? Ở nhà coi nhà. Muốn có buồn ngủ á thì vô trong nhà ngủ, khóa cửa lại nghe. Chứ đừng có ngồi tại chỗ ngủ gục đi rồi người ta vô người ta rinh hết hàng nghe chưa? Dạ. Tao đi. Bữa nay chơi sang ta mua vòng 6-7 triệu bạc. Dữ thiệt. Trứng này con đực hay con cái vậy anh hai? Cái gì mà trứng gà với đực với cái? Gà thì có con trống và con mái thôi ông nội. Ngoẹt. Rửa ra sao không sạch vậy? Rửa lại đi. Sợ dơ thì xíu đừng có ăn. Vậy lấy em đừng ăn nha. Mà hôm nay anh làm cái gì mà hầm hầm đầy ám khí vậy? Nó hầm hầm á là tại vì nó đang tức cái vụ mà không cho nó ngủ qua đêm nhà bạn gái của nó. Anh Biển, anh có bạn gái được sao? Không có bạn gái, học nữ á, bạn học của tôi. Mà anh hai nè, em thấy em cũng lớn rồi, với lại em biết giới hạn của em nằm ở đâu. Như anh nói kìa, đi kìa hả, với một đống cô, cái cô nào cũng về cũng mắng vốn gì đâu. Nói chung á là anh chỉ muốn ngăn ngừa thôi ha. Là anh chỉ muốn khuyên em trai của mình á, đừng có bị những cái chuyện mà người ta kiện tụng rồi lúc đó bắt hỏi cưới ha, lúc đó là trở tay không kịp ha. Anh trai chỉ muốn khuyên em trai ngoan ngoan để đừng gây nên hậu quả thôi, nghe chưa? Có nhiều người á đang trong lúc mà sung sướng là không rút ra kịp, biết không? Biết không? Biết rồi. Anh Song, lên đây mà xem ai tới nè. Vô chị. Ồ, có người tới kiện anh Song rồi. Ủa thì anh, sao lại ở nhà anh vậy? Em mệt quá rồi, mấy đêm rồi em không có ngủ được. Chết anh Song rồi, chết Song rồi. Ủa, tại sao lại không ngủ được? Anh cho em ở nhà anh mấy ngày nha. Ở nhà anh mấy ngày hả? Nhìn là biết rồi. Mấy mấy tháng hả chị? Không phải, cái này là chị thấy cái đeo nịch nó giảm mỡ bụng trên tivi, chị mua về chị đeo cho nó đánh tan mỡ bụng chị á. Đúng rồi, sáng nay đi làm thấy bình thường mà vòng eo vẫn còn ngon lắm. Đúng rồi. Em không có tin đâu. Chị mệt quá à. Anh, cái ông chủ nhà hay cằn nhằn bên nhà em kể cho anh nghe đó. Em ghét ổng, em trù ổng có mấy câu à. Ai ngờ bữa nay ổng đi toi luôn. Rồi bên nhà trống đánh kèn thổi. Em sợ quá em không có ngủ được. Anh cho em ở tạm vài ngày đi nha. Anh giải quyết sao cho khéo nha. Em có thể xử anh á, kiện anh bất cứ lúc nào nha. Sinh viên năm ba trùng được nha. Anh ơi, bây giờ em mệt quá trời mệt luôn rồi đó. Thôi, vô phòng khách ngồi đi em. Thiệt tình gì đâu, quán ế giờ đi kia về cái dừng lái xe cũng không cho lái nữa. Trời nóng trời nực quá. Rồi chú. Ô, chào chú. À bài, bán cho chú mấy gói mì gói đi con. Mì nào chú tự lấy luôn đi chú ơi. Chú muốn ăn mì nào chú lựa đi. Cái mì không nhỉ? Đó là mì Nhật Bản á chú. À. Ủa mà sao chú ăn mì hoài vậy? Hả? Sao chú ăn mì hoài à? Không có giờ nấu cơm con ơi. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 15 ngàn. 15 ngàn. Đây. Dạ, để con lấy tiền thôi chú. Thôi khỏi. Thôi để con thôi tiền. Ô! Chú ơi! Má ăn đi mà để quên cái vòng ở nhà nè. Mày có cái vòng thôi mày làm cái gì? Ố ố, tưởng mày gặp cái gì chứ. Trời ơi, con nói chú nghe, cái vòng này là gần cả tháng lương của con đó chứ không phải chơi nghe.
mày nói gì? Cái dòng này mà coi chừng gớt bể chú. Cả tháng lương hả? Dạ. Bao nhiêu? Rồi 6-7 triệu luôn đó. Rồi tao xạo mày. Cái dòng này tao thấy có nạm vàng gì đâu mà 6-7 triệu. Trời ơi. Chú thấy gì không phải là đá thường đâu nha. Cái này là đá quý nha. Ôi trời. Ôi con chuột chú ơi. Chuột hả? Con chuột. Con chuột này gặp tao là chết rồi. Ôi chết 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 mà ba tiện nữa, thế nào mà không chửi tao chết. Bây giờ sao? Bây giờ cái dòng là chú cho chú đập bể mà. Thì đúng rồi, là tao đập, nhưng mà cũng tại mày hết trơn. Sao tự nhiên để cái dòng lên lại như vậy? Con để là chuyện của con, mà chú đập là chuyện của chú chứ. Chú chịu đi. Mày đổ thừa ba hả? Đổ thừa cái gì? Bây giờ sao đây? Nhưng mà chết rồi. Má con mà biết con lấy cái dòng ra để ngay đây cho chú đập bể, chắc má con mới giận con xuyên tán luôn á. Mày xuyên tháng còn đỡ, mà lấy dao mà xuyên tim là chết được. Bây giờ sao? À chú ơi, có cách rồi. Cái gì? Ê bây giờ con với chú sẽ đi ra tiệm mua cái dòng giống y chang cái dòng này luôn, để lại chỗ cũ, má con sẽ không biết được. Đúng rồi. Má, không được. Dạ. Mày nói tao cái dòng nó 6-7 triệu, trong khi tiền nó dành của chú á tròn trịa có 5 triệu mà, làm sao mà đủ. Thôi nhưng mà cái lỗi này cũng một phần do con, vậy con sẽ hùng với chú 2 triệu. Thì hả mày? À, vậy thì được, đủ tiền mua. Không được. Sao nói chứ? Một cái vấn đề quan trọng hơn. Làm sao mình mua cái dòng giống y chang dòng bả? Bả mà biết tao với mày cáo dòng hả? Trời ơi, bả giận tao cái tội gian dối nữa. Đâu? À, nhưng mà được chứ chú. Bây giờ con sẽ gom mấy cái mảnh vụn này lại, con ghép lại cái dòng như cũ hồi nãy á. Xong cái đem ra tiệm đó là bán một cái dòng giống y hệt cái dòng này luôn. Đó, má tôi sẽ không biết được. Không nhận tài. Dạ. Trong lúc khó mày ló ra cái gian. Rất hay tài ơi. Hay lắm. Gom đi chú. Cái mảnh kia đâu? Chú gáp lại đủ chưa? Sao nó méo xẹo vậy? Miếng. Thôi mình phải mua một cái giống y hệt luôn mới được. Kìa chú. Kìa. Trong đó kìa. Đủ chưa chú? Tao nghĩ đủ rồi đó. Đây nè, hết rồi. Hết rồi. Đúng rồi. Đó, được không? Dạ, rồi đủ ba màu rồi chú. Tốt. Còn chú đi mua chứ. Cái gì? Đi mua một cái dòng. Thì đi. Chị Anh hả? Chị làm việc với anh Song lâu rồi đó, chị thấy ảnh là người sao? Thì chị thấy anh Song rất là ok, cái gì cũng ok hết á. Ok là ok làm sao? Em đang hỏi chi tiết, chị nói chung chung không à. Ừ thì chị thấy tính anh Song rất là đàn ông. Đàn ông? Ừ. Anh Song đang bên nhà chị Nhật á. Đang xin chị Nhật cho chị ở nhờ. Nhưng mà em trước đó thì có nói chuyện với Nhật rồi. Bà Nhật bà không thích ai người lạ ở chung nhà bà đâu. Chắc tại nể ông Song quá mới cho chị ở á. Nhưng mà chung quy là không thích. Em chỉ sợ là vụ này làm ảnh hưởng tới tình cảm hàng xóm láng giềng thôi. Ừ thì chị ở chung với bé Nguyệt cũng được mà. À, phòng em hả? Phòng em nó nhỏ xíu rồi chị ơi. Mà với lại nhiều khi em học bài thức khuya á, sợ chị ngủ không được sẽ ảnh hưởng đến cái vậy thôi chị ở phòng khách cũng được. Tự nhiên Nhật nổi cấu với mình. Em biết nè anh hai, bởi vì trong căn nhà này đã xuất hiện một đối thủ chân dài của chị Nhật đó anh hai. Em thấy ở trong nhà này có cái không khí gì mà nó lạ lắm.
có cái mùi gì á, em khó chịu lắm. Em có cảm giác như là cái hồn ma của ông chủ á đi theo em từ bên nhà kia bên đây vậy á. Anh Biển, có khi nào ông chủ đó ông chết xong cái ổng đầu thai ổng bay vô của chị Lan không? Thôi đi thôi đi đi, hai đứa nói chuyện đừng bậy bạ mà lo ăn đi kìa. Đi một lát nữa em lên dọn phòng của em cho Tiên ở vài ngày đó. Hả? Em không chịu đâu, em không có ở với hồn ma đâu nha. Kỳ cục, anh hai là người ra luật, lúc nào cũng dặn ta đừng có vi phạm, cuối cùng anh vi phạm. Mọi người nói cái gì mà thơm quá dạ. Hai, sao làm cái gì mà bỏ bữa hết trơn vậy? Con Nguyệt bỏ bữa còn đang ăn như điên vậy nè. Hai đứa bị thai nghén mà khác nhau. À em cũng có cái cảm giác mà bị giống như là bị ốm nghén vậy á. Em thấy khó chịu lắm, muốn ăn gì đâu. Em đi ra em uống miếng nước trà coi nó có khỏe hơn không. Ốm nghén. Cảm giác thai nghén. Chị Anh. Cái gì vậy? Thiệt hả? Thiệt cái gì? Thì ốm nghén đó. Ý anh nghĩ là em có thai hả? Trời. Nãy giờ mọi người nghĩ là em có thai phải không? Mà chị nẹp đai là làm cái gì vậy? Thì để giảm mau bụng chứ làm gì? Vậy mà tôi cứ tưởng nhức đầu quá. Vậy là anh hiểu rồi, em nẹp bụng đúng không? Cho nên cảm giác bị thai nghén đúng không? Không anh, em là mỡ tự nhiên, không cần nẹp. Vậy là có thai thiệt? Không anh, tại vì là mỡ, mỡ chài, nó cứng, nó cộm, nó cấn bụng anh. Thôi, lớn rồi, có chuyện gì nói anh biết anh lo nha. Ok. Không sao đâu, làm single mom cũng được. Tài. Tài, sáng dạ anh Tài. À gì? Dạ má em hả? Ừ. Má bỏ túi quần nè. Em đâu giữ má đâu, hỏi má em. Trời. Chơi chứ ngồi ngồi này uống gì em làm nước. Kìa, chị Tám kìa. Uống gì khách, uống gì nè, tại tại cho nè, uống gì uống gì. Uống gì không? Khỏi nước nồi vậy trơn á. Ủa tới đây chị. Tám về hả? Ừ, nè. Hôm bữa Tám cho đưa cho em coi cái dòng cẩm thạch đẹp thì là đẹp 6-7 triệu á. Sẵn có anh xong rồi nè. Chuyên gia đá phong thủy cẩm thạch này nọ. Đưa cho anh coi coi, hàng giả hàng thiệt. Kỳ cục quá, người ta mua kệ người ta đi coi chi vậy? Thì đưa cho anh coi, bộ Tám sợ đưa cho anh coi ảnh nói là hàng giả hả? Giả gì giả, tại không muốn coi gì thôi. Đúng rồi vậy Tám. Vậy Tám đưa con coi đi, bây giờ ta tinh vi lắm, ta mua mấy cái loại mà cẩm thạch màu trắng giả ha. Ta chích màu vô, đó, thành thiệt luôn, ghê lắm. Trời ơi, em á là em lo cho Tám, em sợ Tám bị lừa. Trời ơi, thời buổi bây giờ tinh vi lắm, lừa đảo nhiều lắm Tám à. Em đem mà đi, đem cho anh coi. Mà bây giờ á, bây giờ hàng giả hàng thiệt mình mua rồi sao đổi được, thôi kệ đi. Ủa, hay là Tám sợ em xong nhìn ra hàng giả. Nè, nhìn kỹ cái mặt này đi, cái mặt này không có xài hàng giả, hàng dởm nghe chưa. Nhưng mà tự nhiên đồ của tôi bắt mới mấy người coi. Thôi bây giờ nè, xong cái vòng mới lấy ra nè, giờ coi. Ê, đi. Tại, ai mượn mày tài lẻ vậy? Để người ta không nói má xài hàng giả mày không? Để cho chứng minh luôn. Hàng giả đúng không anh? Phải hàng giả không? Để coi nha. Coi cho kỹ nha. Ồ, cái này rất là dày cơm nè, màu sắc cũng rất là đẹp. Cái này thiệt nha, đó. Ít nhất trị giá là 7 triệu đó, không ít đó, đâu. Công nhận á, anh Song rất là hay nhìn một cái là biết liền luôn. Phải không đó? Đồ anh thiệt. Có nhìn nhầm không? Không, đồ thiệt đó. Sao? Rõ ràng chưa? Thủng có lỗ tai chưa? Nghĩ sao trời? Cái mặt Tám chích ti mà xài hàng dởm hàng giả hả? Nếu mà chị không tin á, chị mang này ra chợ ha. Chị bán lại cho người ta, ta nói giả đúng không? Em mua cái mới cho chị. Mấy triệu con, mấy triệu? 7 triệu. Vậy thì thôi, chúc mừng Tám có cái chồng đẹp nha. Thôi, em có một chuyện rồi, em đi về cái nha. Mọi người lại chơi ha. Thôi, bye thôi. Bye, tôi về nha. Con về nhà đây vậy Tám ơi. Cảm ơn con. Dạ, Tài. Dạ. Nghĩ sao nói má tôi sàn dạ. Không thể nào chấp nhận được, đúng không anh? Trời ơi, cái giờ mày mua đồ giả mày trở thành thằng thiệt. Ủa là sao má hai mặt chứ vậy? Nãy má nói là cái vòng thiệt, giờ má nói gì vòng giả? Con biểu không? Má mua vòng này có 150 ngàn của mấy đứa mà bưng dạo đi bán đó. Rồi người ta nói là cái người mua là lầm, người bán nó có lầm. Mà không biết cái thằng đó là sao mà nó nghĩ nó bán lầm cho má. Má mua có 100 mấy mà đưa cái vòng 7 triệu cho má.
Trời, mấy triệu của tôi. Làm sao? Đúng là ở hiền gặp lành. Tụp tưng, tụp tưng, tụp tưng, tụp tưng. Này, 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 này. Này nè, con ngửi thấy mùi gì không? Đó, là con mùi thúi. Đó, cắn đi. Cái đồ giày này con biết của ai không? Của cái người mà ghét con á. Cắn đi, cắn đi, cắn đi. Đó, đó, đó. Nguyễn, trời ơi, sao không chịu đi rửa tay đi, đi lặt rau. Mới giờ con phóng xong. Làm gì mà to tiếng như vậy? Con muốn tôi tống cổ con Phóc mày ra khỏi nhà. Bực bội. Thôi, bỏ qua đi. Nó mới uống cà phê của bà Tám xong á. Mạnh dữ vậy hả anh? Cà phê bà Tám mạnh lắm. Cà phê phái mạnh việc, uống vô là sáu muối. Nó uống vô đâu có muối nào đâu, nó dồn vô một cục nó bị điên vậy đó. Ê, anh nghĩ là em nên đi rửa tay đi. Mới về chơi với chó xong. Trời ơi, sao gom đồ đi giặt mà không gom đồ của tôi? Ai vậy? Con Phóc. Giữ nguyên hiện trường. Mày đứng im đó. Đi chứ. Mày không sợ con chuột của tao hả? Đi. Chuột cắn bây giờ. Đi. Đi. Trời ơi. Ước mềm. Con Phóc của cô nè. Nè. Trời ơi. Trời ước nhem mà nó đái trong đây nè. Ghê quá. Trời ơi. Trời Phong! Anh ơi! Tàn tàn! Làm gì mà đi trễ quá vậy? Đây nè, em đi săn sáng giờ mới có. Cái phim Chung Cư Ma này á, là em đã ngóng nó mấy tháng nay. Anh đi coi với em nha, không được từ chối cho. Em hóng chứ anh đâu có hóng đâu. Làm gì ở nhà mà quần dài vậy ông? Tôi lịch sự, mà tự nhiên để ý quần của người ta. Thì tôi thích. Mà nói nghe nè, cuối tuần không có vô, hay là đi coi phim đi. Khi nào? Ê, suốt tới nay nè. Nhưng mà tối á, thì ông không có xe qua rước tôi. Đúng không? Không lẽ tôi qua rước ông? Ơi, thôi. Anh xong á, mà anh biết á, mắc công anh nói tôi bắt cóc ông nữa. Mệt lắm. Thôi đi về nha. Về à. Ra tiễn tôi đi. Nè, tặng ông hai vé luôn á. Chứ giờ anh thích xem phim gì? Tình cảm cũng không nè, fantasy cũng không thích, hành động cũng không thích. Chứ anh muốn xem phim nào nè? Anh ghê lắm em. Anh không thích xem phim mà thích đóng phim không à. Tôi thích phim nào tôi đóng phim đó, được chưa? Tự kỷ. Thôi đi, dẹp. Anh nói cho em nghe, cái mạng của em á là mấy cái viên sỏi trong cái hồ kia kìa. Trời đất ơi, không phải là cái con kỳ lân này đâu. Cái gì mà cái đuôi của người ta cụp xuống thì thôi để nó cụp xuống luôn đi. Tái mái tay chân, bẻ lên làm gì? Mỗi lần bẻ mỗi lần gãy à. Tôi nói cho mày biết hay chưa, lần sau mà bẻ nữa gãy nữa là tôi không có dán đâu á. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Nè, cầm đi. Trả lại đi coi đó. Chứ tôi nói là tôi không có đi coi. Nó không phí tiền. Ủa? Lắm. Đi coi. Anh mới về. Chào anh hai. Uống nước thôi, khát nước lắm rồi. Quá. Ủa, sao có hai vé xem phim ở đây vậy ta? Vé xem phim hả anh hai? Ừ. Của con nữ cho anh hai á. Tại nó cảm ơn anh hai hôm bữa cho tụi em họp nhóm mà.
Ủa vậy hả? Ừ. Nhưng mà sao vé do mình sao mình nhầu nát như vậy? Ôi phong cách của nữ đó hai ơi. Ờ mà vé xem phim á em thấy còn dư vé đó, chắc phải rủ thêm người đó anh hai ơi, hay là rủ em nha. Em đi thay đồ đi, anh chở đi coi phim. Nhưng mà nói mọi người là đi sinh nhật hay chưa? Ủa chị Nhật? Anh xong có nhà không em? Anh xong như đưa Nguyệt đi ăn sinh nhật bạn đâu ấy cần giờ á chị. Xa lắm. Nhật xuống đảo khỉ à. Cần núi. Núi hả? Núi thì như đi nhậu chứ về. Trời ơi. Lâu lâu muốn rủ mọi người qua nhà chị coi phim, không có ai nữa. Chán dễ sợ luôn. Biển. Em rảnh không? Qua nhà chị coi phim kinh dị với chị đi. Em còn học bài nữa chị ơi. Sao không có phim được, bài nhiều lắm. Đi, trời ơi phim hay lắm. Mà chị coi có một mình à, chị sợ ơi sợ luôn. Trời ơi, thì chị cứ mở banh hết đèn lên, bật tất cả công tắc lên, chùm mền lại, đem cái kiến vô, bịt mặt lại mà coi. Trời đất ơi, coi kìa, ăn nói duyên dáng ghê không. Tự nhiên đi coi phim kinh dị mà đi bật đèn, xong rồi chùm mền, xong rồi đeo kiến. Vậy em sao mà sợ? Phải có người kế bên, để khi mình sợ, mình cũng tát một cái. Hiểu không? Đi. Coi với chị đi, chị năn nỉ mà. Qua coi thì cũng được thôi, nhưng mà lỡ em bị điểm thấp rồi sao, ai năn nỉ giùm em? Rồi ai nuôi em? Trời. Em lỡ em thất bại trong con đường học vấn, ai gánh vác cả cuộc đời em? Nặng nề lắm chị biết không? Có giỡn coi đâu. Phim thôi mà thất nghiệp mà bi kịch đến như vậy, ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Đúng rồi, tâm sinh lý hệ lụy nó kéo dài lắm. Không sao đâu em ơi, có thất nghiệp chị nuôi, rồi thi rớt chị qua chị năn nỉ thầy nha. Đi. Qua đi, chị có bắp xào nè, bánh tráng cuốn quận tư nè. Thôi, thôi chị đừng có làm gì nữa, em không đi đâu. Thôi thôi chị ơi, đừng mà. Trời em làm gì mà em ôm con chó hoài vậy Nguyệt? Bộ đi ngủ cũng cho lên giường luôn hả? Có chứ, mang lên ngủ cho vui. Ngày mai trả nó rồi, buồn chết gì á. Vậy muốn hết buồn không? Anh thấy em đi mua con chó thú bông đi. Là không có sợ buồn, không có sợ phải trả ai nữa hết trơn á. Em ơi, coi phim Giải Mã Mê Cung không? Có anh hai, được miễn phí đúng không? Ủa, em đây hả? Tưởng nó về trên phòng chứ. Chim này nãy giờ ra nói chuyện với ma. Bực mình. Hay gì đó, với coi phim mình á. Thôi quá. Em nghe mấy đứa lớp em nói á, phim này hay lắm á. Đúng rồi đó, Tia nó rủ anh đi mà anh không đi đó. Ủa sao ủ quá vậy? Sao không xin cho em một vé? Thì bây giờ anh rủ em đi nè. Nhưng mà em xem phần 1 chưa? Dạ chưa. Vậy một lát nữa anh tải phần 1 về hãy mình xem nha. Ai mấy toilet ra thúi vậy ta? Nên nha, nên ngủ với mẹ nha. Chúc chân à. Thôi, đừng có buồn nữa. Người ta cho mượn được vài ngày á, thì ráng vui được vài ngày đi. Hay là để mua con khác cho em nha. Nhưng mà nó có giống con Phóc không? Xong hỏi anh Dũng đi. Biết đâu á, cái con Phóc này nó có anh em sao? Nhưng mà mẹ nó sinh chỉ có một mình đó à. Nguyệt, hay là em kêu mẹ nó đẻ thêm đứa nữa. Trời, chú của bạn em mang nó từ nước ngoài về luôn á. Trời ơi, chia tay con chó không mà cũng sướt mướt vậy luôn đó hả? Nó mà hiểu em chắc nó cũng cảm động lắm luôn á Nguyệt. Thôi vĩnh biệt nha, bye bye nha. Bye bye. Biển biển, ngồi xuống ngồi xuống. Đi đâu vậy? Ăn sữa chua không? Chị bao. Tính nói lợi em gì phải không? Em uống gì không? Nói chứ em bận lắm nha, em đi á. Hỏi gì hỏi nhanh nha. Em biết thêm trả lời. Em nghe nè, chị hỏi cái này, hỏi chút xíu thôi. Hôm bữa anh xong đi coi phim gì với Nguyệt vậy em? Thì anh xong đi coi phim với Nguyệt, coi phim Chung Cư Ma á chị. Hỏi gì nữa không? Sắp tới á, mấy anh em á có đi coi phim ở đâu không? Nghe phong phanh là đi coi phim Giải Mã Mê Cung 2.
Với lại cuối tuần này anh xong ảnh có bận cái gì không em? Đi coi giải mã mê cung hai. Có hỏi gì nữa không? Đi nha. Được rồi. Ba câu đúng không? Ừ. Anh Tài cho em ba hũ vô. À rồi rồi, đợi anh cái. Hỏi ba câu, lấy ba hũ vô. Trời ăn lời ơi. Gì mà cắt cổ vậy? Trời em lấy giá cân bằng thị trường, muốn gì nữa chị? Thử gì hỏi Nguyệt có lấy còn cao hơn em á. Đây, của em nè, ba hũ. Rồi, cảm ơn Tài. Ê, hồi nãy giờ hai người nói chuyện đi đi coi phim gì vui quá à. Mình cũng thích đi, nó cho mình đi với. Thứ nhất, hình như là chị còn câu hỏi quan trọng mà chưa hỏi em, phải không? Hỏi gì? Bây giờ á, chị hãy cho em một vé xem phim đi. Rồi em sẽ tự hỏi, em tự hỏi bản thân luôn, em tự trả lời luôn. Trời ơi, hàng ba lớn biết kinh doanh ghê luôn á. Tự hỏi, xong tự trả lời, xong có tự đòi vé xem phim luôn. Bây giờ chị muốn nghe không? Sao? Anh xong đi coi phim với Nguyệt ở BHD Nguyễn Trãi. Được rồi. À, vậy thôi em đi nha. Một vé xem phim nha. Rồi. Cảm ơn nha. Đi 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 em, đi về đi em. Về đi. Hả? Mơ đi. Nghĩ sao mà đòi nguyên vé xem phim. Ăn hết ba hũ dâu nữa. Lâu á. Nghĩ sao vậy? Gì đòi hỏi, đòi hỏi. Kỹ vậy. Chị cũng đẹp mà đúng không em? Dạ đúng. Trời ơi, chân chị còn dài nữa. Dạ. Mặt chị cũng xinh nữa. Đúng rồi. Chị cười duyên dáng nữa. Sao mai rủ đi coi phim hết vậy? Ấy ấy, chị đi coi phim với em đi. Vậy. Thì ma nãy nói phim mê cung á. Tự nhiên trời đang sáng trưng, mặt trời đang nằm trên kia đi coi phim ma. Đâm ban. Rồi tính tiền 4 hũ dầu ô nha. Không có thiếu gì nữa. Anh ơi. Dạ. Anh nói nghe này nè. Chuyện gì mà xíu nó căng dặn nhân viên Hoàng Anh này là làm được hết á. Cái gì vậy? Cái chuyện này nhỏ xíu à, không có to tát dữ vậy đâu. Chứ không phải là chuyện tất niên hả? Ồ mà cuối năm rồi thì sao không nghe tới chuyện tất niên? Trời đất ơi, tất niên tính sao đi. Bây giờ là anh có một cái chuyện gì? Liên quan tới con chó với con mèo. Chó mèo. Ừ, chuyện là gì nè. Nguyệt muốn mua một con chó mà anh không biết mua ở đâu hết trơn á. Ở ngoài ngoài quê thì có bán hàng nhiều chứ còn trong siêu thị đâu có đâu. Em không biết. Đi mua nhanh đi, đi. Em có đã thấy mắt dọn dẹp rồi. Nhật ơi, đang làm gì đó? Em đang nấu ăn. Vậy hả? Để anh phụ lặt rau ha. Dạ. Tối nay anh có rảnh không? Qua nhà em ăn cơm với em đi. Em ở một mình cũng buồn lắm. Nấu ăn lúc nào cũng dư hết. Chó mèo thì không có. Em biết chỗ nào bán chó gần đây không? Anh muốn mua một con cho bé Nguyệt. Ở đây. Không biết. Đi về đi. Tôi còn ăn cơm nữa. Tối nay đừng có qua nha chưa. Đi về. Em biết là bắn chó không em? Đi! Ai đồn gì kỳ vậy? Có chuyện gì mà anh nghe không được vậy? Nguyệt, đi thay đồ đi, mình đi xem phim. Đó, rủ đi coi phim, vậy mà nói là không hẹn hò. Mệt anh ghê vậy đó. Em với anh xong trong sáng không có gì hết trơn á. Chỉ là anh em à. Tự nhiên đồn thổi lên cái gì tình nhân. Thiệt tình cũng vậy đó. Ủa, chứ bây giờ cuối tuần rủ nhau đi xem phim, vô cái rạp tối thui, chỉ có những cặp tình nhân mới vô đó hẹn hò thôi. Chứ người bình thường ai vô đó làm gì? Đi coi phim thôi mà chứ hẹn hò gì. Vậy thiệt không? Thiệt. Không có tình ý với anh xong đúng không? Thiệt. Tự nhiên hỏi gì kỳ vậy? Vậy thì thôi giờ em từ chối đi coi phim với anh xong luôn đi. Chứ để mà không là đi về rồi người ta còn đồn thổi bự hơn nữa đó. Đó, lan xa cả chung cư khác nữa. Mệt luôn. Mà anh nghĩ anh Song có ý muốn hẹn hò với em thiệt hả? Hỏi thẳng anh Song kìa. Ngại lắm, ai mà hỏi. Kỳ cũng chết vậy đó. Ủa Nguyệt, Song thay đồ. À, em không đi coi phim nữa đâu. Sao vậy? Em buồn, không có tâm trạng đi coi phim nữa. Em buồn chuyện gì? Em nhớ con Phóc. À, nếu vậy thì để anh mua con khác cho em nha. Thôi anh đừng có mua.
hay tại núi ven biển đúng không? Nó không cho em nuôi chó trong nhà đúng không? À, được rồi, đến chị tôi nói cho. À, không 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 phải như vậy. Tại em không thích nữa thôi. Ủa nhưng mà vẫn đi xem phim được mà. Tại sao không đi xem phim? Anh rắc rối quá. Anh rắc rối? Ủa gì kỳ vậy? Đau lắm không? Mày coi. Sao hôm qua em thấy anh khó chịu với lại anh hai của mình quá vậy? Chuyện gia đình thôi, không có gì đâu. Chẳng bao giờ anh tâm sự với em gì hết á. Bây giờ tâm sự với em cũng như không mà. Có giải quyết được vấn đề gì đâu. Anh nói với em á, cũng không có bớt được cái nỗi buồn. Mà nhiều khi á, nó còn buồn hơn nữa. Thôi, đừng có cố làm bác sĩ tâm lý của anh nữa. Nhưng mà cái cửa hàng này có em với anh à. Em với anh không nói chuyện với anh. Không lẽ em nói chuyện với đám dê khỉ bằng đá ở đây? Ê! À! Anh xin lỗi. Thôi. À, tự nhiên cái ý kiến này nó hay quá cho nên anh lỡ anh bóp mạnh tay. Anh sẽ đi nói chuyện với mấy cái con này nè bằng đá, nhiều khi nó dễ hiểu hơn. À, chứ tâm sự với em không được gì đâu. Nhẹ thôi. Rồi biết rồi. Nhẹ đau, thôi. Đau cho nó mau hết. Đau em. À, đây đây, anh cầm cho. Ở đây phụ anh dọn dẹp mọi thứ đi. Rồi tí nữa về chung. Đi mua đồ về nấu nướng nữa. Phim hôm bữa mình coi á kinh dị quá chị ha. Nếu như chị là người biên kịch đó thì chị có cho cái anh mà người yêu đẹp trai lãng tử đó hy sinh để cho bạn gái mình sống hạnh phúc bên một chàng trai mới không? Trời ơi, bắt cái con ma đó chết hai lần á mà yêu cái gì. Ủa mà em với anh xong á có ai đi coi phim kinh dị chung với nhau không? Đâu có đâu, đó là lần đầu tiên em đi coi phim ở rạp á. Anh Út, anh có nói gì với chị không? Tự nhiên sao chị nói em với anh xong hẹn hò với nhau à? Anh không có nói gì hết trơn á. Chắc chắn là cô ta có tình cảm với Núi chứ không phải là anh xong rồi. À, ủa em, cuối tuần này á, ở bên nhà mình có làm tiệc gì không? Cho chị qua chơi ké với. Em đâu biết đâu, sao chị không hỏi Núi kìa. Em cũng chỉ là khách xin ở nhờ nhà thôi mà. Anh Núi có bao giờ nói với chị chuyện gia đình đâu. Ồ, vậy ảnh nói gì với chị mà chị lại nói em với anh xong lại quen nhau? Thôi đi, cái gì mà tám nhiều quá à. Nguyệt, phụ anh dọn cái lô hàng mới đi. Nhà này ba bốn người mà không ai ra mở cửa vậy anh hai. Em nói bao nhiêu lần rồi á là em hả bận học, em không muốn phí thời gian cho mấy cái chuyện này. Anh hai kỳ cục vậy, nói bao nhiêu lần rồi, thiệt tình luôn á. Ô, chị Nhật. Chuyện gì mà sầm vậy? Hả chị Nhật? Cả nhà đi coi phim không? Chị ba lơ tất cả. Ý, giải mã mê cung hai. Đi coi phim không anh xong? Ok. À, nhà em 4 người nè. Rồi chị là 5 nè. Rồi thân dùm ghét chị. À, chị bao luôn mấy thân hài sắc tuyến. Đấy là không biết. Nói chung đáng quá chị Nhật ơi. Giàu như thế con đường. Quay nằm mơ không ta? Đau hai, đau. À, quay nằm mơ. Rồi em phải đồ hả ta? Đã. Chắc là trúng số quá. Em của anh hai mà lại. Đẹp trai, đẹp trai. Rồi vô, chúc mừng đi, cảm đi hết nha. Rồi, rồi đi từng người nha. Vô. Hỡi nơi đâu sống dài và biến dần. Giả nhẹ thôi, giờ tôi hóa sớm rồi đó. À, không có sao. Chú quá quá. Mà mấy cái chuyện này á là cũng là anh muốn trả nợ đó, mà cũng tại em ra đó. Em dẫn anh Dũng về nhà chưa bây giờ hả? Theo anh hoài xong rồi lấy anh làm đối tượng đó, tại em. Rồi
thường là em phải làm công việc này cho anh. Sao gọi là sao dài, rồi một sớm mai khi thấy cô đơn cũng nhau ngóng tìm. Chắc là dùng anh là tại vì anh đẹp trai, anh đại gia hay là có một xếp gì đó lai tay.